Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 27 tháng 2, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2 năm 2024 để thảo luận xem xét cho ý kiến kiến nghị đối với 11 nội dung gồm 5 dự án luật, 5 đề nghị xây dựng pháp luật và nội dung về chương trình xây dựng luật pháp lệnh. Chính phủ đã thảo luận xem xét cho ý kiến quyết nghị đối với 11 nội dung, trong đó xây dựng 5 dự án luật phòng không nhân dân, quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi, di sản văn hóa sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược, đồng thời xem xét đề nghị xây dựng 5 luật, hàm cấp ngoại giao, hàng không sửa đổi, đường sắt sửa đổi, địa chất và khoáng sản, công nghiệp công nghệ số và đề nghị về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Cho ý kiến cụ thể đối với từng nội dung và giao việc hoàn thiện các dự án luật, đề nghị xây dựng luật. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao các bộ, cơ quan đã nỗ lực, tích cực chuẩn bị, trình các dự án, đề nghị xây dựng luật, nghiêm túc tiếp thu, giải trình cặn kẽ, có cơ sở, cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đánh giá cao ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và sâu sát của các thành viên chính phủ và các đại biểu. Thủ tướng giao các bộ trưởng chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến thành viên chính phủ, hoàn thiện các dự án, đề nghị xây dựng luật, dự án luật, đề nghị về chương trình xây dựng luật pháp lệnh, trình theo quy định, bảo đảm đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Về chuẩn bị đề nghị chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan, trình các đề nghị xây dựng luật để trình Chính phủ xem xét thông qua, tổng hợp đưa vào đề nghị của Chính phủ trình Quốc hội, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Theo quy định, Chính phủ phải trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 1 tháng 3 năm 2024. Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 sắp tới, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua khoảng 9 luật, cho ý kiến lần đầu đối với 12 dự án luật. Thủ tướng chỉ rõ, số lượng các dự án luật được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 là rất lớn, nên các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ cần tập trung nguồn lực, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện các dự án luật theo quy định. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cùng các đại biểu đã ấn nút chính thức phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Cuộc vận động nhằm thu hút đông đảo các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên tham gia phát huy tài năng và khả năng sáng tạo, tạo ra những tác phẩm âm nhạc có giá trị cao về nội dung tư tưởng, có sức sống lâu dài, đi cùng năm tháng, khắc họa rõ nét tầm vóc, cơ đồ, vị thế và uy tín của dân tộc Việt Nam, cũng như vai trò sứ mệnh lịch sử của các cơ quan đại biểu dân cử trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, thể hiện ý chí, tình cảm, niềm tin của toàn dân đối với Đảng, Nhà nước và Quốc hội trong công cuộc đổi mới đất nước. Các ca khúc được tuyển chọn sẽ được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và được biểu diễn trong lễ meeting cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, ngày 6 tháng 1 năm 1946, ngày 6 tháng 1 năm 2026. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam, thời gian nhận tác phẩm bắt đầu từ nay đến 17 giờ ngày 10 tháng 2 năm 2024, lễ trao giải và đêm gala giới thiệu ca khúc đoạt giải dự kiến tổ chức trong quý 1 năm 2025. Thưa quý vị, sáng nay Báo Nhân dân đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Báo Nhân dân cuối tuần, ấn phẩm của Báo Nhân dân, tờ tuần báo chính trị xã hội đầu tiên của báo chí cách mạng Việt Nam ra số đầu tiên và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Đến dự buổi lễ có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ra mắt số đầu vào ngày 12 tháng 2 năm 1989, Nhân dân cuối tuần lúc đó là Nhân dân Chủ nhật đã nhanh chóng trở thành hiện tượng của làng báo thời bấy giờ, được độc giả đánh giá cao về sự mới mẻ, có bản sắc và hấp dẫn. Đến nay các ấn phẩm của Nhân dân cuối tuần đều có những phong vị riêng, song vẫn đậm đà bản sắc báo chí cách mạng. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày ra số đầu, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho Ban Nhân dân cuối tuần. Đánh giá về chặng đường 73 năm qua của Báo Nhân dân, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, dù trong hoàn cảnh nào, Báo Nhân dân cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò vị trí đặc biệt quan trọng là kênh thông tin chính thống của Đảng, lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, xứng đáng là ngọn cờ chính trị, tư tưởng hàng đầu của Đảng. Có thể nói chặng đường đổi mới phát triển 35 năm qua của Báo Nhân dân cuối tuần rất là đáng tự hào. Là ấn phẩm cuối tuần đầu tiên của báo chí Việt Nam, từ đó đến nay đã khẳng định vị trí, nét khác biệt nhưng vẫn
hòa chung, tương tác với dòng chảy chung của báo nhân dân và báo chí cách mạng, giữ vững được tôn chỉ của báo chí cách mạng, đồng thời cũng mở ra được hướng đi mới, mở rộng phạm vi, chuyển tải, linh hoạt, nhạy bén và có hiệu quả. Với vị trí vai trò đặc biệt quan trọng của mình, Thường trực Ban Bí thư đề nghị báo Nhân dân tiếp tục nỗ lực đi đầu trong công tác tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, kết quả thực hiện, phản ánh những vấn đề thực tiễn của cuộc sống, những vướng mắc hạn chế trong quá trình phát triển, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, phát huy lòng tự hào dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, nâng cao hình ảnh vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Vượt qua thách thức đối với báo in trong thời đại bùng nổ thông tin cách mạng số và sự phát triển nhanh, đa dạng, thu hút lớn của báo điện tử, mạng xã hội, báo Nhân dân phải luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, không ngừng đổi mới, sáng tạo, ngày càng phải đa dạng, sinh động, đặc sắc, nhanh nhạy, hiện đại, phải có sức hấp dẫn hơn, phải phản ánh toàn diện, chân thực, hiệu quả hơn sự nghiệp đổi mới, công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng và tiếp tục làm tốt, góp phần cho công tác tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh, báo Nhân dân phải giữ vững bản sắc, bản lĩnh ngọn cờ đầu của báo chí cách mạng, tiếp tục đổi mới phù hợp với xu hướng phát triển, định hướng được dư luận xã hội trước tác động phức tạp của mạng xã hội, thu hút được đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu của Đảng. Trước khi diễn ra buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã đến thăm nhà truyền thống báo Nhân dân. Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 10. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Serizawa Kiyoshi, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản đồng chủ trì đối thoại. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến cho biết, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Serizawa Kiyoshi là vị khách nước ngoài đầu tiên tới Bộ Quốc phòng Việt Nam kể từ đầu năm 2024. Phiên đối thoại có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vào tháng 11 năm 2023. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Serizawa Kiyoshi khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản nói chung và quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước nói riêng. Hai bên cũng đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ và chính sách quốc phòng 4.0, luôn mong muốn các nước giải quyết vấn đề thông qua chính sách đối thoại bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp và các cam kết quốc tế, cùng nhau xây dựng môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Thưa quý vị, sáng nay, Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia phối hợp với chính quyền địa phương đã trang trọng tổ chức lễ khánh thành Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia, tỉnh Svay Rieng. Công trình Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia là một yếu tố quan trọng đối với lịch sử hai đất nước, góp phần giáo dục cho các thế hệ sau về giá trị của hòa bình, tự do, nâng cao nhận thức về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước Việt Nam và Campuchia. Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia, tỉnh Svay Rieng là công trình tượng đài thứ 18 trong tổng số 23 đài hữu nghị đã được triển khai xây dựng trên phạm vi toàn bộ Vương quốc Campuchia. Từ nhiều năm qua, công viên Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã trở thành địa điểm quen thuộc, là nơi sinh hoạt văn hóa và lịch sử đối với người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên ở các tỉnh, thành phố trên cả nước Campuchia. Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 2, tại thành phố Bách Sắc, khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, sẽ diễn ra hội nghị gặp gỡ đầu xuân 2024 giữa Bí thư tỉnh ủy 4 tỉnh biên giới Việt Nam gồm Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh với Bí thư khu ủy Quảng Tây, Trung Quốc. Dự kiến, tại hội nghị gặp gỡ đầu xuân 2024, lãnh đạo 4 tỉnh biên giới Việt Nam sẽ ký kết các biên bản hợp tác với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Tham dự hội nghị lần thứ 15 Ủy ban công tác liên hợp giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc, tổ chức hội kiến song phương giữa quyền bí thư 4 tỉnh và bí thư khu ủy Quảng Tây. Việc tổ chức hội nghị đầu xuân thường niên giữa hai bên nhằm thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, tăng cường trao đổi, mở rộng nhận thức chung về giao lưu, hợp tác, kịp thời trao đổi giải quyết những khó khăn và vấn đề gặp phải trong quá trình hợp tác. Đồng thời tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện các văn bản hai bên đã ký kết tại năm 2023. Trao đổi thống nhất các định hướng triển khai, giao lưu, hợp tác năm 2024.
Ngày 27 tháng 2, tại Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc Comac đã tổ chức chương trình giới thiệu hai loại tàu bay mới là máy bay chở khách cỡ lớn C919 và máy bay phản lực thế hệ mới ARJ21. Sự kiện này là một bước tiến quan trọng để thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc. C919 và ARJ21-700 là hai loại máy bay dân dụng đầu tiên tại Trung Quốc do Comac thiết kế và chế tạo. Trong đó ARJ21 là máy bay phản lực hai động cơ có 78-97 chỗ ngồi, còn C919 là máy bay chở khách thân hẹp với tối đa 192 chỗ ngồi. Việt Nam là điểm đến thứ hai ở nước ngoài của C919 và ARJ21 sau Singapore. Đây là một sự kiện rất là quan trọng và có ý nghĩa đối với tỉnh Quảng Ninh nói chung và cảng quốc tế Vân Đồn nói riêng. Sự kiện hôm nay tham dự có rất nhiều hãng không trong nước và của quốc tế. Đây cũng là một cái cơ hội mở ra để chúng tôi có thể đón các chuyến bay nối Trung Quốc với Việt Nam thông qua cảng quốc tế Vân Đồn. Việt Nam được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng, nhà sản xuất máy bay Trung Quốc cũng kỳ vọng Vân Đồn sẽ là điểm khởi đầu, thúc đẩy cho sự hợp tác ngành công nghiệp hàng không của hai nước, đồng thời cũng là thực hiện hóa chủ trương của lãnh đạo cấp cao hai nhà nước Việt Nam và Trung Quốc và tiếp tục làm sâu sắc, nâng tầm quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện. Rất vui mừng khi hôm nay được giới thiệu hai chiếc máy bay đến đây để trình diễn tại Việt Nam và mở đầu cho cuộc hành trình giới thiệu đến các nước Đông Nam Á trong 2 tuần tới. Hy vọng sự kiện lần này sẽ thúc đẩy hợp tác hàng không giữa hai bên. Ngay sau lễ khai mạc và chương trình tham quan và trải nghiệm bay thử trên các máy bay tại triển lãm, các máy bay sẽ được trưng bày tĩnh tại sân bay Vân Đồn, đồng thời có lịch trình di chuyển tới Côn Đảo, Tân Sơn Nhất, Đồng Hới. Kết thúc sự kiện tại Vân Đồn, các máy bay sẽ bay tiếp đến Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Viên Chăn của Lào. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội thảo giải pháp thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới. Sau 3 năm triển khai thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến nay ngành lâm nghiệp đã triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp. Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai toàn diện đồng bộ. Lâm nghiệp đã tạo ra việc làm cho khoảng 5 triệu lao động trực tiếp, chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng, khoán bảo vệ rừng với bình quân khoảng 6,2 triệu hectare một năm. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại khó khăn trong quá trình thực hiện như quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch 3 loại rừng còn trồng chéo, công tác giao rừng, thuê rừng còn chậm triển khai, ngân sách nhà nước đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng còn khó khăn, ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản phát triển chưa bền vững. Thưa quý vị, sáng nay, Hội đồng Nghĩa vụ các địa phương của thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024. Hàng ngàn thanh niên của thành phố hăng hái lên đường tòng quân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có 4.906 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 3.956 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân là 950 công dân. Chất lượng chính trị và trình độ chuyên môn của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị nhập ngũ năm nay rất cao, trong đội hình 9 tỉnh thành thuộc quân khu 7. Cụ thể có 108 đảng viên với 90 đảng viên chính thức nhập ngũ, 48% tổng số công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, không có thanh niên sức khỏe loại 3. Các thanh niên thành phố Hồ Chí Minh được các đơn vị nhận huấn luyện, đào tạo gồm Lữ đoàn Hải quân 101, Lữ đoàn Hải quân 957, Trung tâm huấn luyện vùng 4 Hải quân, Trung tâm huấn luyện vùng 2 Hải quân và Sư đoàn 377, Trung đoàn Gia Định, riêng 6 công dân nữ tham gia nghĩa vụ quân sự được giao cho trường quân sự quân khu 7. Theo các hội đồng nghĩa vụ quân sự trên địa bàn quân khu 2, lễ giao nhận quân đã được tổ chức trang trọng, nhưng gọn và an toàn. Chất lượng công dân nhập ngũ năm 2024 của các tỉnh tiếp tục được nâng lên cả về chính trị, sức khỏe, văn hóa, trong đó phần lớn có đơn tình nguyện và bộ đội. Bám sát phương châm tuyển người nào chắc người đó, không để xã trắng về tuyển quân. Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp tỉnh Phú Thọ đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan quân sự, công an, tư pháp, y tế trong đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự lần đầu, đăng ký bổ sung công dân tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học, trung học nghề trở về nơi cư trú để quản lý chặt nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức tốt việc phúc tra tất cả các khâu. Các bước của công tác tuyển quân tạo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Chiều nay tại Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy khối tháng 2 năm 2024.
Hội nghị đã công bố quyết định kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2020 đến 2025 và thông tin tới các báo cáo viên hai chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên bảy giám và một số điểm mới nổi bật của Luật Đất đai năm 2024. Đối với định hướng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy khối tháng 3 và tháng 4 năm 2024, hội nghị nhấn mạnh các báo cáo viên và các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy khối cần tiếp tục tập trung bám sát, tuyên truyền các nội dung như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội quý 1 và năm 2024, các hoạt động đối ngoại nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam, các hoạt động hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và đặc biệt là các hoạt động, chương trình hành động của Đảng ủy khối và các đảng ủy trực thuộc trong công tác xây dựng Đảng. Cũng trong chiều nay, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ công bố triển khai phần mềm lắng nghe mạng xã hội với tên gọi HCMC Socialbit. Đây là phần mềm đột phá và là công cụ đầy tiềm năng để hiểu rõ cộng đồng mạng và nắm bắt dư luận. Thành phố Hồ Chí Minh có 10 triệu dân, nhưng có tới 22 triệu tài khoản mạng xã hội. Trong đó, trên địa bàn thành phố có 200 cơ quan báo chí, khoảng 355 mạng xã hội và hơn 1.000 trang thông tin điện tử. Do đó, đây là nguồn thông tin khổng lồ để tổng hợp. Về các tính năng nổi bật, phần mềm có khả năng thu thập dữ liệu từ một loạt nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Twitter, Instagram, YouTube và nhiều nền tảng khác. Điều này giúp người sử dụng có cái nhìn tổng quan, thông tin được đầy đủ, đa chiều về ý kiến, suy nghĩ và trào lưu trên mạng. Phần mềm mới ra mắt sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước chủ động trong tiếp nhận, hiểu rõ hơn về ý kiến người dân, doanh nghiệp, thu thập đánh giá, góp ý về các hoạt động. Cũng tại buổi lễ, Sở Thông tin và Truyền thông đã ký kết bản ghi nhớ phối hợp với Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người dân và doanh nghiệp liên quan trong lĩnh vực thông tin truyền thông. Ngày hôm nay tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã diễn ra hội nghị Điều Quốc tế Việt Nam lần thứ 13 với sự tham gia của đại diện các bộ ngành trung ương, các tổ chức quốc tế, hiệp hội điều các nước và doanh nhân đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là sự kiện thường niên, là dịp kết nối giao thương và bàn những giải pháp phát triển bền vững ngành điều Việt Nam cũng như thế giới. Bên cạnh việc kết nối giao thương, cung cấp thông tin, tăng cường các mối quan hệ thương mại, các đại biểu đã phân tích, đánh giá và đề xuất những giải pháp, sáng kiến nhằm định hình lại chuỗi cung ứng điều toàn cầu, trong đó có sự điều chỉnh thích hợp chuỗi giá cả điều. Từ đó, giúp ngành điều Việt Nam và thế giới phát triển ổn định, bền vững trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Năm 2023, xuất khẩu điều nhân của Việt Nam đạt hơn 645.000 tấn, tăng 24,33% so với năm 2022, mang về gần 3,6 tỷ đô la Mỹ. Đây là kỷ lục mới trong lịch sử ngành điều Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay vào khoảng 10 giờ 25 phút, tàu cá Phú Yên do ngư dân Phạm Lộc làm thuyền trưởng đã bị phá nước chìm tàu. Thuyền trưởng phát thông tin cứu nạn khẩn cấp, sau đó tất cả xuống thúng chai, thả trôi tự do. Rất may đến khoảng 13 giờ một tàu cá của ngư dân Bình Định do ông Võ Chí Thanh làm chủ đã phát hiện và cứu vớt an toàn cả 4 ngư dân gặp nạn, đồng thời liên hệ với các tàu cá Phú Yên đánh bắt gần đó nhằm đưa 4 ngư dân vào bờ. Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình 4 ngư dân và thông báo cho các lực lượng biết để phối hợp xử lý các tình huống tiếp theo. Thưa quý vị, hiện nay ở cả hệ thống y tế công lập và tư nhân, thẻ bảo hiểm y tế được sử dụng như nhau. Điều này giúp cho người bệnh có điều kiện tốt hơn để chăm lo sức khỏe. Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị khán giả câu chuyện về người bác sĩ, một trong những người tiên phong trong cả nước, đưa thẻ bảo hiểm y tế vào sử dụng tại hệ thống y tế tư nhân. Từ đó, người lao động đã được thụ hưởng kịp thời những chế độ chăm lo của nhà nước. Những năm thập niên 90 tại tỉnh Bình Dương, trong ngành y tế hầu như đều biết bác sĩ Đào Cảnh Tuất, người cựu chiến binh, doanh nhân, chủ phòng khám tư nhân đầu tiên hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt hơn, phòng khám này còn triển khai khám chữa bệnh cho người lao động theo thẻ bảo hiểm y tế, điều mà chưa cơ sở y tế tư nhân nào trong cả nước làm được lúc bấy giờ. Khi Bình Dương phát triển hệ thống các khu công nghiệp, thì người công nhân từ các tỉnh thành đổ vào trong quá trình thăm khám và tiếp xúc với người bệnh đấy, thì chúng tôi mới nhận thấy rằng là gần như 100% người lao động họ đều có thẻ bảo hiểm y tế nhưng không được hưởng cái chế độ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh, bởi vì nó có một lý do rất là đơn giản, lúc đó chỉ có y tế nhà nước
Đấy là một cái chốt chặn mà phải nói rằng gây rất khó khăn cho đối với cái người lao động. Tôi quyết định là lên gặp lãnh đạo Sở Y tế để trao đổi về vấn đề này và có những cái cam kết là sẽ thực hiện tốt, nếu như được chấp thuận thì sẽ giúp được cái người lao động chăm sóc về sức khỏe của mình. Đấy cũng là một yếu tố về đảm bảo cho nguồn lực phát triển trong khu công nghiệp. Thì lãnh đạo tỉnh cũng hoàn toàn là nhất trí. Ngay sau đó, năm 2000, phòng khám đa khoa An Bình trở thành phòng khám tư nhân đầu tiên trên cả nước được triển khai khám bệnh theo thẻ bảo hiểm y tế. Tiếp tục tiên phong, ít lâu sau, hệ thống bệnh viện tư nhân An Bình tiếp tục được thực hiện khoán quỹ bảo hiểm y tế đầu tiên trong cả nước. Đó là cái bước khởi đầu, nên cái viên đá đầu tiên trong cái hệ thống y tế tư nhân ở Bình Dương. Và tiền đề để sau này thì Bình Dương có những cái bệnh viện đa khoa tư nhân đầu tiên của cả nước. Thì phải nói là dù bất cứ một bệnh viện nào, dù bất cứ cơ sở y tế nào thì mình cũng phải nên tận dụng cái bảo hiểm y tế để cho giảm giảm bớt cái gánh nặng về chăm sóc sức khỏe cho người lao động, cho cái người bệnh. Là bởi vì trong một khi đi khám bảo hiểm y tế thì bảo hiểm đã thanh toán đến 80% rồi, người bệnh chỉ chịu có 20% thôi. Thì đấy là một cái việc làm mà cũng là rất nhân văn và tính ưu việt của Việt Nam chúng ta. Làm những việc tiên phong, khó khăn là điều phải đối mặt. Mỗi ngày trôi qua, người bác sĩ, thương binh trở về từ chiến trường, dành toàn bộ thời gian mày mò, học hỏi, nghiên cứu, tìm những giải pháp mới để làm sao phát triển hệ thống y tế tư nhân tương xứng với vai trò quan trọng của nó, đó là chia sẻ áp lực với bệnh viện công. Quan trọng hơn, để người dân được thụ hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn.